báo vật thiền định. Đức Phật dạy như sau: định thiền Phật dạy chánh chân, giúp thân khỏe mạnh, giúp tâm an lành. Mỗi ngày thiền tọa thiền hành, não phiền kết thúc, trở thành thánh nhân. Hai giá trị quan trọng mà thiền có thể mang lại cho chúng ta đó là sức khỏe thể chất và sức khỏe cảm xúc. Vào năm 1948, cách đây đúng 75 năm, WHO, Tổ chức Sức khỏe Thế giới, định nghĩa rằng sức khỏe là trạng thái thoải mái hoàn toàn về thể chất, về cảm xúc và về các mối quan hệ xã hội, chứ không đơn thuần là sự vấn mặt của các loại bệnh tật. Đây là định nghĩa về sức khỏe mang tính toàn diện nhất mà chúng ta cần phải quan tâm. Để thực tập thiền đó thì các anh chị em lưu ý. Thứ nhất, tư thế ngồi. Các anh chị em không cần thiết phải ngồi dưới sàn nhà, có thể ngồi trên ghế, miễn là ngồi thoải mái. Như là người hiện đại này, bị đau nhức xương khớp nhiều, ngồi xương gà chịu không nổi, dễ bị tê đau nhất. Thứ hai đó là ngồi thẳng lưng, buông thư các cơ bắp, khép mắt lại để ngưng các hoạt động thị giác, và ngồi ở nơi yên tĩnh để ngưng các hoạt động thính giác phát ra từ tivi, radio, điện thoại, tiếng nói cười, vân vân. Điều ba, theo dõi hơi thở ra vào. Có hai phương pháp thiền: thiền an tịnh và thiền mở trí tuệ. Thiền an tịnh thì giúp cho chúng ta đạt được định để rũ bỏ căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an. Thì cái cách thức tu thiền an tịnh mà thuật ngữ Phật học gọi là thiền chỉ, tiếng Bali gọi là Samatha Pavada, thì quý vị cần lưu tâm theo dõi ba vị trí ngực, bụng đang điền. Hít vào thật sâu qua công thức 4 thì 4, 2, 6, 2 trong tư thế ngồi. Tức là hít vào 4 giây bằng lỗ mũi, nín thở 2 giây để thanh khí từ bên ngoài vào bên trong cơ thể đến đan điền. Rồi thở ra 6 giây bằng lỗ mũi, nín thở 2 giây để không còn trược khí nào bám trong cơ thể của chúng ta. Thì thở 4 thì như vậy đó, nó sẽ làm cho oxy được cung cấp vào trong cơ thể nhiều nhất, bao gồm đó, nó đưa lên trên não, làm cho neuron thần kinh được kích thích, tinh thần được sảng khoái, thoải mái, rũ bỏ căng thẳng và lo âu, làm máu được tươi dưỡng, quá trình trao đổi chất được diễn ra tốt. Và bởi vì cái liên tưởng thế này, khi hơi thở đi ngang vùng bụng thì phình bụng, đi ngang vùng ngực thì phình ngực, đi xuống vùng đan điền thì phình đan điền. Khi thở được tống ra bên ngoài thì chúng ta thắt đan điền để khí lên bụng, thắt bụng để khí lên ngực, thắt ngực để khí ra bên ngoài. Thì vì cái liên tưởng hai động tác lặp lại 3 lần, phình phình phình, tức là hơi thở đi vào ngực, bụng, đan điền, xẹp xẹp xẹp, tức là xẹp bụng á, cái kia là phình bụng, là xẹp bụng ở đan điền, bụng và ngực. Chỉ theo dõi hơi thở đi ra đi vào một chu kỳ 4 thì như thế, quý vị đếm con số 1 đến số 2, số 3 cho đến con số 18, đảo ngược con số lại 17, 16, 15, 14, chấm chấm chấm, 3, 2, 1. Làm được như vậy, cứ từ con số 1 đến con số 18 thì quý vị đã hít thở được trung bình là 3 phút cho đến 4 phút. Và đối với tư thế ngồi đó thì cái công thức hít thở thiền đó, đó là 6, 4, 10, 4. Vì ngồi, đó đôi lúc đó bị dây thắt lưng, rồi dây lưng quần,
hít vào không có sâu như là trong trạng thái nằm. Thì khi mình nằm thì nhớ là thả lỏng cái dây lưng bụng ra để hít thật sâu được. Hít vào 6 giây, nín thở 4 giây, thở ra 10 giây, nín thở 4 giây. Quý vị thử làm đi. Thì các căng thẳng, hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, bất an lắng dịu liền. Và nhất là cái cơn giận mà đang giận lửa phừng phực ở trong đầu, muốn ăn tươi nước sống người khác, muốn ăn thua đủ, ăn miếng trả miếng với người khác, muốn chửi người khác, muốn đập phá bàn ghế. Hít thở chỉ trong vòng 60 giây thôi, nếu quý vị kéo dài được 3 phút là gần như là các cái sân hận đó là biến mất liền. Do đó thực tập thiền hơi thở, chúng ta sẽ phát triển được tâm định. Mà tâm định thì có chức năng á, mang lại sức khỏe thể chất, rũ bỏ các căng thẳng lo và sợ hãi. Còn thiền quán á, còn gọi là thiền tuệ, Vipassana, Phavana, để mở trí tuệ, thì gồm có quán để làm chủ thân, quán để làm chủ tâm, quán để làm chủ cảm xúc và quán làm chủ các ý niệm. Quý vị có thể nghe lại các bài giảng này trên Google, gõ tên Thích Nhật Từ và đánh chữ thiền thì thầy có khoảng 50-60 bài giảng về thiền. Mỗi ngày thực tập thiền buổi sáng khoảng chừng 8 phút, cứ trung bình sau 2 tiếng làm việc, đầu mình bắt đầu nó bị đóng băng rồi, không có thể nạp được cái mới được. Quý vị đừng có tiếc rẻ thời gian. Quý vị nghe lời thầy khuyên, nếu đang làm việc ở trong tư thế ngồi thì trung bình đó, cứ sau 60 phút quý vị đứng dậy một lần, tìm cái cớ đi vào nhà vệ sinh, dù mình không mắc tiểu cũng đi vào, sau đó đi ra, đứng tại chỗ nhón chân lên hạ chân xuống, nhón chân lên hạ chân xuống khoảng chừng 20 cái, và tập các cái động tác phát thủ như thầy hướng dẫn trên mạng đó. Sau đó quý vị ngồi xuống tĩnh tâm khoảng chừng 3 phút rồi. Như vậy là buổi sáng nếu làm việc 4 tiếng đồng hồ, quý vị có 12 phút tĩnh tâm. Và buổi chiều nếu làm việc thêm 4 tiếng đồng hồ nữa thì chúng ta lại có 12 phút tĩnh tâm. Cứ làm theo cái thói quen này đi, quý vị về sau này không bị suy thận, sói thận, sạn thận, không bị đau thần kinh tọa, và không bị căng thần kinh, suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh. Không bị đó là thiếu máu lên não. Vì mình ngồi lâu quá, tập trung nhiều quá, ngồi sai tư thế là máu nó lên não không được. Cứ sau 60 phút là quý vị đứng lên lần, nghỉ ngơi khoảng chừng một vài phút rồi làm tiếp. Nó làm cho mình minh mẫn hơn, sáng suốt hơn, và nhìn ra được vấn đề dễ dàng hơn. Và trước khi đi ngủ đó thì nhớ là đừng có xem TV. Trong vòng 30 phút trước đi ngủ đừng xem TV, đừng xem Internet, đừng có xem báo chí, sách vở gì hết đó. Quý vị tập thể dục rồi nằm ở trên giường á, tắt đèn hết, tiếp tục thực tập thiền, cũng là theo dõi hơi thở ra vào với cái chu kỳ thở bốn thì vừa nêu. Thì trong vòng á, là vài ba phút là quý vị giả vào trong giấc ngủ rồi. Còn ai bị mất ngủ kinh niên đó thì nên làm theo một số bài thực tập của thầy. Thì lấy hai cái bàn tay nè, xỏ vào hai cái lỗ tai, hai ngón cái nè, đưa vào hai cái lỗ tai nha, và đưa lên trên đỉnh đầu. Thì hai ngón giữa nó sẽ giao nhau cho đỉnh đầu, và vị trí đó đó là huyệt bách hội. Lấy cái tay duy theo chiều kim đồng hồ, mà mới bị có cảm giác ê ê là nó đúng đó. Còn nếu nó chưa ê là nó chưa đúng, thấy không? Ê ê là đúng. Thì trước khi đi ngủ dây cái huyệt bách hội này khoảng chừng 3 phút, ngủ ngon lành, không cần đến thuốc ngủ. Và ở sau ót của chúng ta, từ ngay cái chân mí tóc lên khoảng 2 cm bên trái và bên phải, nên có cái huyệt thứ hai cũng hỗ trợ cho giấc ngủ tự nhiên. Quý vị dây huyệt đó cũng trong vòng 1 phút đến 2 phút. Đồng thời song song á thì rọi đèn tia hồng ngoại loại cao 1m7 để mình có thể đứng cũng được, ngồi cũng được, mà nằm cũng được. Rọi khoảng chừng 20-30 phút nữa nha. Rồi quý vị ngã lưng ở trên giường, hít thở theo phương pháp thiền vừa nêu thì giấc ngủ diễn ra rất là nhanh chóng. Ngoài ra quý vị có thể uống cái ly dung dịch nước,
Thứ nhất á, là mình lấy gừng khoảng chừng 200 gram, lấy cái muỗng cạo sạch vỏ gừng ra, thái nhỏ và dùng cái chày đâm ra để cho cái dược chất và tinh dầu trong gừng á, khi bỏ vào trong nước nấu đun sôi 7 cho đến 15 phút, nó ra tiết ra hết. Và để nguội, sau đó quý vị vắt nước chanh vào, pha thêm mật ong. Nếu quý vị uống một cái ly như thế này thì một thìa mật ong, nó vừa ngọt vừa chua chua, rất là dễ uống. Thì uống từ đầu giờ chiều cho đến tối. Nếu quý vị làm số lượng 200 gram rừng thì có thể mình làm là gần 1 lít nước. Thì gừng cộng với nước chanh và mật ong đó làm cho chúng ta được an thần và rơi vào giấc ngủ tự nhiên. Phối hợp mấy điều vừa nêu cộng với thực tập thiệt, quý vị sẽ không phải tốn tiền mua thuốc ngủ. Và thuốc ngủ nó còn có tác hại là gì, ngủ dậy tinh thần nó rất là uể oải, mệt mỏi lắm, chứ nó không phải thoải mái gì đâu. Vì nó cấy tạo vào một cái chất làm cho thần kinh mệt mỏi để bắt buộc mình phải ngủ. Cái ngủ đó nó dẫn đến thời gian về sau này đó là giảm trí nhớ. Và thậm chí đó, ở cái tuổi già đó rơi vào tình trạng là gì? Thần kinh thực vật. Cho nên chúng ta không nên lạm dụng thuốc ngủ. Thì nói tóm lại, thực tập thiền hoặc là thiền ngồi, hoặc là thiền đi, hoặc là thiền nằm, quý vị sẽ có được 3 giá trị sức khỏe. Thứ nhất là sức khỏe thể chất, thứ hai là sức khỏe cảm xúc, thứ ba là sức khỏe tâm trí. Thì cái sức khỏe tâm trí này đó, nói theo Tổ chức Y tế Thế giới là gì? Chúng ta sẽ hài hòa với xã hội. Người có trí tuệ đó thì sống thích ứng rất nhanh, không lạ chỗ, không lạ múi giờ, không chấp mắt, không vướng kẹt, không để bụng, không để dạ, có tinh thần rộng lượng, độ lượng, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha, tha thứ. Rồi có tinh thần hợp tác, cộng sự, đồng hành. Như vậy, cái mối quan hệ xã hội trong gia đình, giữa cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cháu rất tốt. Rồi hài hòa với xã hội và những người xung quanh cũng rất là tốt. Đó là sức khỏe tâm. Mà đỉnh cao nhất của đó là giúp cho chúng ta mở trí tuệ, chứ rất là trí tuệ. Thì 3 giá trị mà mình có thể đạt được từ việc tu thiền. Thì quý vị nên chịu khó dành thời gian ra để tập luyện. Để ở chùa Giác Ngộ, thầy có in 3 quyển sách thiền. Đó là thiền Vipassana, rồi quyển thứ hai là thiền chỉ và thiền quán, quyển thứ ba đó là 40 đề mục thiền định. Và 3 quyển này đều có trên app Thích Nhật Từ, có trên Google. Quý vị cứ cần search đúng cái tựa đề kèm theo tên của thầy đó thì quý vị sẽ có thể đọc hoặc là nghe dạng âm thanh. Thiền hành đó, quý vị nên áp dụng sau khi ăn cơm để chúng ta tránh tình trạng béo phì, mỡ trong gan, mỡ trong máu và nhiều cái chứng bệnh do thiếu vận động mà ra. Cứ sau ăn cơm á, cứ dành trung bình 15 phút như Đức Phật đã dạy trong cái Đại Di Đà, phạn thực kinh hành, ăn cơm xong đi kinh hành hay là thiền hành tự bước thảnh thơi. Còn thiền ngồi đó thì chúng ta chọn nơi thoáng mát, yên tĩnh. Còn thiền nằm là áp dụng giữa trưa sau khi chúng ta đi bách bộ khoảng chừng 20 phút, 30 phút thì quý vị có thể thực tập thiền nằm ngã lưng giữa trưa khoảng 20-30 phút. Và buổi tối thực tập thiền nằm thì để có được giấc ngủ an lành. Đó là cách chúng ta chăm sóc sức khỏe.